Em chào các bác, là em đâm đây lại tiếp tục lên một con Paloma cho các bác phim ấn. Đấy, dạo này chỉ ăn với ăn mới đang bếp gà thôi. Bếp từ thì có về, ngày mai có về thì tuần sau mới bán. Tuần này dọn bằng hết bếp gà thôi. Thì hiện tại còn hơn 40 chiếc bếp gà thôi. Nên là dòng dùng toàn bộ tổng lực ở nhà em dọn làm sao. Hết tuần này là hết tuần sau rồi. Chỉ ăn mới bán bếp từ thôi. Vì bếp từ là em đợt này em về khá nhiều luôn. Toàn bếp VIP và bếp dương luôn. Đấy, thì em quay qua cửa hàng em trước này. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm, Giang Văn Sốt. Địa chỉ tại Cầu Giàn, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số dạng, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, để bác tiện theo dõi kênh của em. Thì trước mắt đây là một con Paloma. Thì em quay mặt tiền nó luôn các bác này. Mặt tiền đây, ồ đẹp, chống hết luôn à, thành bắt để vách sau đây. Đấy, em quay sang hồi phải đây các bác này. Đứng một chỗ thôi. Đấy, mặt tiền đây. Còn lưng luôn, góc tháo, các bác nhìn luôn. Đấy, bếp đầy lưng rồi nhá. Tháo luôn cái ốc các bác nhìn luôn. Bếp thì nó đẹp thì thôi rồi luôn. Tháo thì nó hơi mất thời gian. Cái súng này nó yếu thì nó vặn được, cái súng này nó hơi mạnh nên là búa đấm hơi mạnh. Camera quay hốc nhức các bác này. Đây mình hốc sâu bên trong. Đấy, bên này cũng vậy. Bếp tương đối là đẹp luôn. Khay trong lò nướng này. Đấy, các bác nhìn này, khay nướng này. Bếp đẹp như thế này. Giá lại rất bình dân. Vứt tạm ngày mai đó. Để bà em test cho các bác luôn. Bởi vì những buổi tối thì rất là bận nên là quay thì chỉ quay sơ qua để cho các bác thôi. Đấy, nội ngoại thất bên trong. Đấy, xong bắt đầu là em và em quay vào má cho các bác này. Má của nó là ICL86KB1. Con này sản xuất vào tháng 11 năm 2017. Đấy, bật lửa luôn. Đấy, đó, to như cái loa mặt tiền này. Mặt men này, cực đẹp luôn. Đấy, toàn bộ bếp này em bán là bếp mặt men. Em không bán bếp mặt sơn. Cho nên là các bác cũng không phải hỏi làm gì đâu. Em không bán bếp mặt sơn đâu. Nên em chỉ bán những cái dòng mà cao cấp của dòng bếp ga thôi. Đấy, đã 2017. Giá rất là bình dân luôn. Bao nào lấy thì alo cho em. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, này, lửa nhạy chưa. Đấy, cái này vậy này. Đấy, đấy. Em tắt bếp đi nhá. Em vào test ngăn nướng cho các bác này. Đấy, lửa xanh đẹp luôn. Bao nào lấy alo cho em. Trước này em bán giá là 3 triệu đồng. Nếu bác nào mua chiếc này, 3 triệu đồng gồm có những gì? Gồm em bảo hành cho 2 năm, tặng một đôi pin khô, tặng lưới thông chuột các bác. Bác nào ở xa thì mất khoảng tầm 100-230. Các bác khu phía Nam thì mất khoảng tầm 160-180, tùy từng nơi một. Đấy, tiền ship các bác tự trả. Đấy, 3 triệu 2 cho chiếc bếp Paloma phim ấn. Quá đẹp luôn. Đấy, bếp thì đều full 2 tính năng hết nhá. Đấy, có đỡ phải này. Chống trào, chống cháy nồi này, chống cạn nồi này, chống gió, chống trào này. Đây cái này, chống cháy nồi này, chống cạn nồi này, chống gió, chống trào đây ở cái ti này. Đấy, bếp thì là bếp phim ấn nhá. Đấy, bếp thì, chất bếp thì tương đối là đẹp luôn. Con này đẹp tầm trên 90%. Đấy, bao nào lấy alo cho em. Em xin nhắc lại và qua lại số điện thoại em luôn. Trước này em bán cho bác là chiếc Paloma phim ấn đắt 2017, sản xuất vào tháng 11 năm 2017, giá là 3 triệu đồng.
bảo hành 2 năm tặng lưới chung chuột và tặng pin. Khôi thôi các bác. Bác nào lấy cứ alo cho em. Đấy, giá riêng chiếc này là giá vẫn có thương lượng cho các bác. Đấy, chiếc nào em đăng lên các bác cứ alo cho anh em là sẽ mua được. Đấy. Con này nó là toàn bộ của nó là mặt màu ghi, thân cũng là thân màu ghi. Đấy, cực đẹp luôn, không vết rồi đố luôn. Đấy, con bếp là tương đối là đẹp luôn. Đấy, kiềng nó đây nhá. Kiềng trước đây thì vừa em tháo ra để em quay video cho các bác. Đấy. Xin phép chào các bác nhá, hẹn các bác video kế tiếp. Chào các bác.